Mùa hè đã từng là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất. Nhưng tất cả mọi thứ đã khác hoàn toàn kể từ khi tôi làm việc tại nơi này. Deadline ngập đầu, đồng nghiệp đấu đá, sếp thì bóc lột. Nhiều lúc thực sự tôi tự hỏi không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Không thể sống mãi trong cảnh như thế này được. Ai rồi cũng phải nghỉ việc thôi. Thấy thế nào? Có mát không? Bình giữ nhiệt Gozen đấy. Công nghệ từ Mỹ, chất lượng hết ý. Thời gian giữ lạnh 36 tiếng giúp cô có cái đầu lạnh suốt cả ngày dài như khả năng giữ nhiệt của bình vậy.